Rồi, Zalo em Nghĩa xin mến chào thì các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại với bên em kênh Shop Trung Nghĩa bên Nhật Bãi. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 6, ngày mùng 1 tháng 9, nói chung là cũng đầu tháng. Xin mến chúc các bác thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui bên gia đình mình để chuẩn bị đón ngày lễ các bác nhá. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho các bác là có một nô mà cắt cỏ duy nguyên bản của Nhật, thì em lên cho các bác cũng có rất là nhiều máy đẹp như sau. Thứ nhất thì em lên cho các bác là một con máy cắt cỏ lòng lớn của thương hiệu Mitsubishi nhá. Con này là con máy cắt cỏ của thương hiệu Mitsubishi, dòng máy T170. Công suất này thì sẽ là 33cc và lòng nó là 37 38 ly. Đấy các bác là mình đang phân vân mình muốn mua một con máy cắt cỏ mà to khỏe mà bền, mình không biết mua loại nào, thì các bác cứ nhắm những dòng này, em bảo đảm cho các bác là dòng này gọi là gần như là khỏe nhất mà bền nhất vô đối nhất trong cái dòng máy bình xăng trên, dòng Mitsubishi T170 này. Đấy, siêu bền, siêu khỏe. Và em lấy cho các bác một con máy cắt cỏ form rất là đẹp của thương hiệu Maruyama. Con này là con Maruyama 26 lòng 34 ly. Con này là Maruyama form vuông nhá. Các bác nhìn này, chất sơn chất vỏ này, đấy, rất đẹp. Và em lên cho góp một con máy cắt cỏ của thương hiệu Mitsubishi nữa. Con này là con Mitsubishi dòng TUE. Con này là lòng 32 ly. Đặc biệt các bác nhìn thấy sơ qua này, rất là đẹp. Đấy, rất mới luôn. Tay ga này, tay ga bóp hộp xịn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, rất ngon. Và em lên cho các bác một con máy cắt cỏ đến thương hiệu của dòng máy cắt cỏ Maruyama. Con này là con Maruyama 23 nhá. Lòng 32 33 ly, tay ga bóp zin. Một con máy cắt cỏ em lên cho các bác một con máy cắt cỏ thương hiệu Ryobi 26 lòng 34 ly. Trong các dòng tầm tiền khoảng tầm 1 triệu rưỡi, triệu 6, triệu 7 thì các bác không thể dòng nào mà qua được cái dòng Ruby này. Tiếng nổ gắt, khỏe mà ăn ít, rất là ít xăng. Thương hiệu Ruby 26. Và em nên cho các bác một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng máy cắt cỏ Mitsubishi, dòng TM21, lòng 31-32 ni, tùm rời, rất đẹp. Và một con máy cắt cỏ của thương hiệu là các bác là mình là fan của dòng máy cắt cỏ Estin, thích những con máy cắt cỏ nhẹ, dễ nổ thì các bác có thể lấy con này, Estin 22, lòng 32 ni. Con này rất là mới. Và một con máy cắt cỏ nên cho các bác một con máy cắt cỏ Echo màu sô cô la nhá, Echo 22 lòng 32 ni, tay ga bóp zin. Và một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Echo xanh, con này quá đẹp. Này, vỏ viếc này, quá mới nhá, 22cc lòng 32 ni, có bộ tay ga bóp màu quạ zin. Đấy. Và em nên cho các bác một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng Robin 22 lòng 34 ly, 32 ly, sorry các bác, có giật trục lớn nhá. Và một con máy cắt cỏ lòng 34 ly là 25cc. Con này là con Robin loại em hay bán cho các bác là dòng máy bơm nước đấy. Con này xài rất là ngon, chế warm roll một kim. Và một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng Hitachi nhá, 27cc lòng 34 ly. Một con máy cắt cỏ thương hiệu Lativo 23cc lòng 32-33 ly. Và một con máy cắt cuối cùng, con TG20 lòng 30-31 ly. Rồi, các bác mình xem qua những con máy trên mà mình muốn mua hàng và đặt hàng thì các bác liên hệ giúp em nhé. Qua số điện thoại em để trên góc bảng đây, là đầu số này 0947594678. Và số này thì em luôn luôn sử dụng Zalo. Và kênh của bên em là kênh Shop Trung Nghĩa Máy Nhật Bãi. Đặc biệt các bác mua hàng là mua hàng em không lấy cọc, các bác được quyền kiểm tra, được giật nổ tại chỗ khi hàng về mới thanh toán. Và giá trên thì em hoàn toàn bao ship và tặng đủ đồ cho các bác. Thứ nhất thì em sẽ tặng cho các bác là một cái tip mở hai đầu này, 13 19 để các bác mình mở buji và mở đầu dao, một cái bát cuốc lõi đỏ hai chấu, một chai nhất nhỏ, một cái lục sắc 4, một cái dây đeo thường hoặc là dây đeo bãi và một con dao. Dao thì bên em có loại dao Việt Nam, dao Phạm sản xuất, thì dao Phạm Quang 3 tấc nhá. Ưu tiên cho các bác là cắt cỏ nhanh, số lượng nhiều thì các bác lấy dao này cắt rất là nhanh. Còn các bác là thấy vườn nhà mình có nhiều đá sỏi này, có nhiều cành cây gốc cây trên cao, có nhiều vật cản thì các bác dùng những con dao tròn của Nhật như thế này cho đảm bảo an toàn. Và đặc biệt bên em đã mài cho bác rồi nhá, đã mài cho bác là siêu bén rồi, các bác nhìn này, rất là sắc. Đấy, rất là sắc luôn. Rồi, còn các bác là mình lấy combo cả hai dao, một tròn một dài thì thêm cho em là 50.000. Rồi, ngoài những phụ kiện tặng kèm thì em có bán cho các bác một số đồ đạc đi kèm theo, là có nhớt động cơ 2 kỳ này, sử dụng cho máy cắt cỏ cưa xích bơm mini Nhật bãi giá 100.000. Bu nhùi để trà cỏ giá 85.000, đĩa sới mini giá 100.000. Và cái lồng gom cỏ gặt lúa này, các bác mình đang ở ngoài Bắc đang vào mùa vụ gặt lúa, các bác có thể mua máy cắt cỏ về để dùng cái này để gặt lúa luôn, giá 100.000. Cái đĩa cái này là cái hộp cước để phát cước nhá, giá 125.000 một hộp. Và cái cuối cùng là cái đầu bơm mini giá 135.000. Rồi, hôm nay thì em tranh thủ lên cho bác là cũng có lô 14-15 cây rất đẹp. Em xin quay sơ qua các bác nhìn tham khảo này. Mitsubishi này, con này quá mới luôn, máy to khỏe nhá. Maru 26 này. Là Mitsubishi này. Rồi Maru nữa này, Ryobi này. Đấy, rất là nhiều máy đẹp. Các bác xem qua thì nhớ ấn cho em một đợt like đăng ký kênh. Rồi, cũng như mọi khi thì em đến cho bác là có một cái đầu máy. Hôm trước có bác nào hỏi em là có cái đầu máy của Makita nào không thì em cũng không nhớ được, nhưng mà hình như là đầu này thì phải. Đây là một cái đầu máy của Makita nòng cỡ 31-32 ni các bác nhá, 32 ni. Cái này thì về các bác mình lấy nửa thôi, lấy cục nửa này, lấy bố côn này,
Đấy, nói chung là các bác về lấy phụ kiện nhá. Bình xăng dưới thì bể rồi, chế thì hơi cũ rồi. Đấy, bô bọng thì còn, bô còn cũng hơi cũ một chút. Về các bác mình lấy được gì mình lấy thôi. Cái này còn được bộ nòng hơi, các bác mình tháo ra xem được bộ nòng hơi còn dùng được không nhá. Con này mã số đầu tiên, mã số cho bác là Z1 nhá. Cái mã số Z1. À, nòng 32 ni của Makita, bán giá cho bác là 80k nhá, bao ship cho các bác luôn, mã số đầu tiên Z1. Tiếp theo, em sẽ đến cho bác là lô máy cắt cỏ phần 2. Cái đầu tiên sẽ giới thiệu các bác là cây mã số Z2, một cây máy cắt cỏ của thương hiệu dòng Kawasaki. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Kawasaki dòng TG20. Công suất này thì sẽ là 20cc và nòng nó là 30-31 ni. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế này, nòng hơi và bô, bình xăng dưới nguyên zin. Và con này thì chế của nó cũng có hai kim chỉnh cho bác, kim chỉnh lỗ to nhỏ này, chỉnh gan ti này. Trong chế thì của nó thì dập chữ Japan. Đấy, chế zin của Nhật luôn. Và đi chế là chế vừa bơm lớn vừa bơm to, giúp cho máy cực kỳ dễ nổ. Và tung này thì đi cho bác là hoàn toàn là tung liệt. Đấy. Tình trạng thì đầu bò, chắn cỏ, clap, tay ga, công tắc tất cả đều giữ nguyên bản 100%. Cái này thì thích hợp cho bác nào thích mua những cái máy cắt cỏ mà giá tầm tiền khoảng 1,2 triệu, xài bền, khỏe thì các bác thấy con này nhá. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử con đầu tiên, mã số con Z2. Rồi, con đầu tiên nổ rất êm. Mã số cho bác là Z2, nòng 30-31 ni, bán giá cho bác có 1,150,000 các bác nhá, 150k, mã số Z2 Kawasaki, nổ rất nhạy luôn. Tiếp theo, em sẽ lên cho bác là mã số con Z3, một con máy cắt cỏ của thương hiệu Lativo. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Lativo HME23. Công suất này thì sẽ là 23cc và nòng nó là 32-33 ly nhá. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác này, zin tự chế, nòng hơi và bô, bình xăng dưới nguyên zin, có giật là giật trợ lực. Và chế con này cũng chế Wamro 2 kim luôn các bác này, để ý kim chỉnh lỗ to nhỏ này, chỉnh gan ti này. Trong chế thì dập chữ Wamro. Đấy. Và con này thì đi cho bác là hoàn toàn là tum liền nhá. Đang sở hữu tay ghi đông của nó, tay ghi đông sừng trâu, đầu bò chấn cỏ clap nguyên zin. Đây là dòng máy cắt cỏ Lativo đời rất là mới. Đấy, hay gọi là dòng Marulaka đấy. Rồi, em giật nổ cho bác nghe thử mã số con Z3 này. Rồi, tiếng nổ cũng rất giòn nhé. Con này mã số cho bác là Z3, nòng 32 ni, bán giá cho bác là 1,300,000, mã số con Z3. Đấy, các bác là muốn mua một con máy cắt cỏ mà tầm tiền khoảng tầm 1,2-1,3 triệu về cắt cỏ quanh vườn, nhà, bờ ruộng, các thứ. Muốn mua con máy cắt cỏ mà nó gọn gọn một chút, tay ghi đồng sừng trâu thì lấy con này nhé. Rồi, tiếp theo xin đến cho bác là mã số con Z4, một con máy cắt cỏ mà 27cc của thương hiệu của dòng máy cắt cỏ Hitachi. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng máy Hitachi dòng CG27ECMP. Công suất này thì sẽ là 27cc và nòng nó là 34-35 ly nhá. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác này, zin tự chế, nòng hơi và bô, bình xăng dưới nguyên zin. Và con này thì các bác có thể nhìn sơ qua bô bọng rất là sáng, nhưng mà cái bộ hơi này các bác có thể nhìn nhiều quá bác, nhưng bảo là sao cái máy mà máy bán rồi mà nó nhìn cái bộ hơi của nó hơi cũ. Nhưng mà cái này thì không phải nhá, cái này là do mình để bên Nhật này, cái nước của bên Nhật, cái oxy hóa cái phần bên ngoài thôi, nhưng mà bộ hơi của nó nổ rất là tốt, 27cc mà. Đấy, con này thì bô bọng rất là sáng, nên chứng tỏ con máy này bên nòng hơi cũng rất là tốt. Và nó đi cho bác là hoàn toàn là tum liền nhá, hoàn toàn tum liền. Con này thì mặt trước có in nổi thương hiệu của Hitachi trên này. Đấy, phía bên cạnh thì không thì có ghi là 27cc. Tình trạng con này thì đầu bò, chấn cỏ, clap, tay ga, tất cả nguyên zin. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con Z4 nhá. Rồi, con này mã số cho bác là Z4, nòng 34 ly, bán giá cho bác có 1,400,000, mã số con Z4. Tiếp theo, em xin lên cho bác là mã số con Z5, một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng máy cắt cỏ Robin. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng máy cắt cỏ Robin Subaru, dòng EC025GR do Tokyo Japan sản xuất. Công suất này thì sẽ là 25cc và nòng nó là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế này, rồi nòng hơi này,
bô này, bình xăng dưới này, nguyên zin. Và con này thì chế là chế của nó sử dụng là chế Wampro chế tự động một kim nhé các bác nhé. Đây các bác có thể nhận thấy này, chữ Wampro này, đấy chế tự động, vì các bác sẽ không cần phải căn chỉnh gì hết, chỉ việc đổ xăng pha nhớt vào các bác giật nổ là dùng thôi. Và đặc biệt cái con này thì có ngoài công dụng cắt cỏ ra, các bác có thể mua cái đầu bơm mini về, các bác gắn lên cái đầu bơm nước này, bơm nước siêu ngon nhá. Dòng này thì chuyên để bơm nước được. Đấy và bơm cắt cỏ cũng rất là ngon. Và con này thì tum cho bác là hoàn toàn là tum rời nhá, hoàn toàn tum rời. Tình trạng thì đầu bò chắn cỏ này, clap tất cả nguyên zin, tay cái đồng mới. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con Z5 nòng 34 ly. Rồi, con này mã số cho bác là mã số Z5 nòng 34 ly, bán giá cho các bác có 1.400.000 mã số con Z5. Đấy, nòng 34 ly, em toàn bán giá 1.400k thôi, 1.400k. Tiếp theo, em xin đến cho bác là mã số con Z6. Đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng máy cắt cỏ Robin, có giật trượt được lớn. Này, các bác nào mình muốn mua một con máy cắt cỏ mà tầm tiền khoảng tầm 1.3-1.4 mà có giật trượt lực về, các bác chỉ việc kéo xong để thả ra là nổ thì các bác có thể lấy dòng này nhá. Con này thì là một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng máy cắt cỏ Robin, dòng PR022HAU. Con này thì công suất của nó là 22cc và nòng nó là 32 ni. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin từ chế này, nòng hơi và bô, bình xăng dưới nguyên zin. Và chế con này thì dùng là chế vú bơm to, vú bơm lớn và có e là cũng là e tự động luôn. Đấy, khi các bác mình giật nổ này, các bác mình chỉ cần là đóng e vào nhá, các bác nổ lên rồi, các bác kéo ga nhẹ này. Tự động ghẹ e sẽ bật ra. Đấy, rất là ngon. Và con này thì có giật trượt lớn, các bác chỉ kéo nhẹ ra. Và dưới bình xăng này thì có chân trống bảo vệ bình xăng cho bác luôn. Đây, chân trống đây. Công tắc của nó thì thiết kế ngay phía hông trước này, rất là ngon. Đây, rồi, em sẽ giật nổ các bác nghe thử mã số con Z6 nhá, nòng 32 ni của Robin. Rồi, tiếng nổ gà cũng rất gắt. Con này mã số cho bác là Z6 nòng 32 ly, bán giá cho các bác là 1.400.000 mã số Z6. Tiếp theo, em xin lên cho bác là mã số con Z7. Con này màu sắc bên ngoài rất đẹp này, các bác nhìn này. Các bác nhìn này, con này quá mới luôn. Con này là một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng máy cắt cỏ Echo nhá, dòng Echo EGT này 220. Công suất này thì sẽ là 22cc và nòng nó là 32 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin từ chế, nòng hơi và bô, bình xăng dưới nguyên zin nhá. Các bác nào nhìn những con máy cắt cỏ nó còn đẹp này, các bác có thể nhìn sơ qua cái nắp xăng này, rất là mới. Rồi cái vú bơm này, đấy, màu vỏ này rất đẹp. Đặc biệt con này thì đang sở hữu bộ tay ga là tay ga bóp mỏ quạ zin. Cho các bác nào thích mua những máy cắt cỏ mà tầm sử dụng gia đình mà có bộ tay ga bóp mỏ quạ thì có thể lấy con này. Đấy, tình trạng thì đầu bò chắn cỏ clap nguyên zin nhá, chắn cỏ mới. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con Z7 Echo xanh, màu sắc con này phải gọi là quá mới luôn. Rồi, con này mã số cho bác là Z7 nòng 32 ni, bán giá cho bác là 1.450.000 các bác nhá, mã số Z7. Tiếp theo, em xin lên cho bác là mã số con Z8, một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Echo có màu sô cô la rất đặc biệt. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Echo, dòng nó ghi cho bác đây là dòng SSR này 2201 nhé. Công suất này thì sẽ là 22cc và nòng nó là 32 ni. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho bác, zin từ chế, nòng hơi và bô, bình xăng dưới nguyên zin. Con này thì đi cho bác là hoàn toàn nắp xăng kín hoàn toàn và có sử dụng nội xăng khí riêng. Chế thì đi chế với bơm to giúp cho máy cực kỳ dễ nổ các bác nhé. Các bác nhìn form dáng máy này, thiết kế này, đấy, phần trước này rất đẹp nhá, màu đặc biệt là cái là màu của nó là màu sô cô la màu đỏ. Đấy. Tay ga thì tay ga bóp zin, các bác bóp nhỉ, siêu nhạy nhé. Đấy. Tình trạng này thì đầu bò, chắn cỏ, cả lát tay ga, công tắc tất cả đều dính 100%. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con Z8.
Còn đây mã số cho bác là J8 lòng 32 ly, bán giá cho các bác là 1.450.000, mã số con J8 nhá. Tiếp theo, em xin lên cho bác là mã số con J9, một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng máy cắt cỏ Estin. Các bác nào mình là fan của dòng máy cắt cỏ Estin thì các bác có thể lấy con này, màu sắc con này còn rất là mới. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Estin dòng FS2201 nhé. Công suất này thì sẽ là 22cc và lòng nó là 32 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế này, nòng hơi và bô bình xăng dưới nguyên zin. Và chế con này sử dụng là chế One Pro, chế tự động một kim. Đặc biệt rất là dễ dùng. Và con này thì đặc biệt một cái là form dáng máy rất là nhẹ các bác nhá. Nó chỉ nặng cho các bác khoảng tầm 4 cân thôi. Đấy. Con này thì đi cho bác là hoàn toàn là tum liền. Mặt trước thì cũng có sơn xiếc của thương hiệu Estin này. Đấy. Tay ga này. Tay ga đông lệch nhá, rất là ngon. Có ốp lệm tì hông này, rất là êm nhá. Tình trạng thì đầu bò chắn cỏ clap tất cả nguyên zin. Rồi, em rất nổ các bác nghe thử mã số con J9 này. Bộ vọng quá sáng luôn. Rồi, con này mã số cho bác là J9 nòng 32 ly. Con này có giá cho bác còn là 1.450.000 thôi các bác nhá. Mã số con J9, các bác nhìn mặt trước này, sơn xiếc quá đẹp. Tiếp theo, em xin lên cho bác là mã số con J10, một con máy cắt cỏ của dòng máy cắt cỏ dòng Mitsubishi. Rất là nhiều bác là fan của dòng máy cắt cỏ Mitsubishi mà mình muốn mua một con máy cắt cỏ mà nó vừa bền, vừa tầm nhẹ, không quá nặng thì các bác có thể lấy dòng này nhá. Con này là một con máy cắt cỏ thương hiệu máy Mitsubishi, dòng máy TM21. Công suất này thì sẽ là 21cc và lòng nó là 3132 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế, nòng hơi và bô bình xăng dưới nguyên zin. Và chế con này sử dụng là chế One Pro, chế tự động một kim luôn. Và công tắc con này thì thiết kế ngay phía dưới bên chụp giật này. Đấy, rất là xịn sò. Đặc biệt cái dòng máy Mitsubishi TM này thì bao cho bác là độ bền rất là cao luôn, đặc biệt rất là cao. Và tum của nó thì lại đặc càng tum liền, tum rời nữa. Nó lại còn bền nữa. Đấy. Tình trạng này thì đang sở hữu đầu bò chắn cỏ clap nguyên zin. Tay cây đông của nó, tay cây đông sừng trâu rất là gọn nhá. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con J10 này, Mitsubishi nhá, thương hiệu rất nổi tiếng. Rồi, con này mã số cho bác là J10 nòng 32 ly, máy nổ rất êm, bán giá cho bác là 1.500.000 các bác nhá, mã số J10 của Mitsubishi. Tiếp theo, em xin lên cho bác là mã số con J11, một con máy cắt cỏ nòng cỡ 34 ly. Đây là một con máy cắt cỏ tầm trung rồi, các bác nhìn form máy này cũng rất đẹp nhá. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ thương hiệu dòng máy cắt cỏ Ryobi dòng EKK2620 nhá. Công suất này thì sẽ là 26cc và lòng nó là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế này, nòng hơi và bô bình xăng dưới thì đều nguyên zin. Con này thì có giật là giật trợ lực và chế của nó là chạy chế ne trong, có hai kim chỉnh các bác này, chỉnh nỗ to nhỏ và chỉnh anti trên này. Đấy, các bác có thể nhìn sơ qua bô bọng này, vỏ viếc này, rất mới. Con này thì cỏ tầm trung ngang đầu gối này, cắt các bác là siêu ngọt luôn. Dưới đáy bình xăng này thì có lúm cao su rất là dày, bảo vệ bình xăng cho bác khỏi bể nhá. Và đó đi cho bác là hoàn toàn là tum liền. Mặt trước này thì có sơn tem mác của thương hiệu Ruby rất nổi tiếng trên này. Đấy. Tình trạng thì đầu bò chắn cỏ clap tất cả nguyên zin. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con J11 nòng 34 ly. Rồi, máy nổ quá gắt. Con này mã số cho bác là J11 nòng 34 ly, bán giá cho bác có 1.600.000, mã số J11 nhé. Tiếp theo, em xin lên cho bác là mã số con J12, một con máy cắt cỏ phải gọi rất rất đẹp của thương hiệu Maruyama. Con này có tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ thương hiệu Maruyama dòng AC233S của Maruyama PM này. Công suất này thì sẽ là 23cc và lòng nó là 32-33 ly các bác nhá. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho bác, zin tự chế, nòng hơi và bô bình xăng dưới nguyên zin. Và đối với con này thì chế là chế One Pro tự động một kim và có cái giật sử dụng giật trợ lực nhá. Và có bộ tay ga này còn rất là ngon nữa, tay ga bóp hộp zin màu vịt. Đấy, các bác có thể tùy ý chế độ căn chỉnh này các bác này, các bác chỉnh nhẹ này,
bóp rất là nhẹ, còn bắp mình bóp hết cỡ cho căng này, bóp hết cỡ nhá. Tình trạng này thì đầu bò rồi chắn cỏ, cần lát tay ga, công tắc tất cả đều nguyên zin, máy zin đen đét 100%. Rồi em giật nổ các bác nghe thử mã số Z12, con này đặc biệt rất là nhẹ nhá, 4,5 cân. Rồi, mã số cho bác là Z12, nòng 32-33 ly, bán giá cho bác 1.700.000, mã số Z12. Tiếp theo, em xin đến cho bác là mã số con Z13, một con máy cắt cỏ mà gọi là cũng rất rất đẹp của ngày hôm nay. Các bác nhìn này, quá đẹp của thương hiệu Mitsubishi luôn nhá. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ thương hiệu Mitsubishi dòng TUE21. Công suất này sẽ là 21cc và nòng nó là 31-32 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho bác, zin tự chế, nòng hơi vào bô, bình xăng dưới nguyên zin và sử dụng chế là chế One Pro, là chế hai cổ các bác nhá. Cổ trên này và cổ dưới này. Đấy. Và con này thì dưới đáy bình xăng thì có kệ bảo vệ bình xăng cho bác này, đun cao su này, rất là dày bảo vệ bình xăng cho bác, và trong nóc thì luôn dập chữ thương hiệu Mitsubishi. Đấy, rất là nổi tiếng. Và con này thì đi cho bác là hoàn toàn là tum liền. Và năm sản xuất nó có đầy đủ luôn các bác nhá. Đây nó có thời gian sản xuất này. Nó ghi bên cạnh hông này. Nó ghi cho bác là TUE21DD và con số series cho bác là 008366 và sản xuất cho bác là vào tháng 3 năm 2017. Đấy, rất là VIP. Có bộ tay ga này, siêu ngon luôn, bóp mỏ vịt. Đấy, đầu bò chắn cỏ, clap, tay ga, công tắc tất cả nguyên zin. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con Z13. Rồi, rất ấm. Cái này mã số cho bác là Z13, nòng 32 ly, bán giá cho bác là 1.700.000 các bác nhá, mã số Z13. Tiếp theo, em xin đến cho bác là mã số Z14 và Z15. Đây là một con máy cắt cỏ thương hiệu của Maruyama. Con này có tên riêng cho bác là con máy cắt cỏ của Maruyama dòng MP260. Công suất này thì sẽ là 26cc và nòng nó là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho bác, zin tự chế, nòng hơi vào bô, bình xăng dưới nguyên zin nhá. Và con này thì là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Maruyama form vuông. Còn trong nóc thì nó dập chữ nhá. Cái này có nóc có dập chữ này, mình ra bàn này. Đấy, có thể chữ là chữ mình ra bàn. Và đi nắp xăng cho bác là hoàn toàn nắp xăng kín nhá, có sử dụng sạc khí riêng. Đây, lỗ sạc khí của nó thiết kế ngay phía trên này. Đấy. Và đi cho bác là hoàn toàn là tum rời, rất là bền. Dòng này thì cho bác là về cắt cỏ tầm trung ngang đầu gối là cắt thoải mái nhá. Và tay của nó thì đang sở hữu tay ghê đông sừng trâu một càng luôn. Đầu bò chắn cỏ cả lắp nguyên zin. Các bác mình muốn mua, mình muốn đổi tay hai càng thì em sẽ nên cho bác là tay hai càng hoàn toàn miễn phí nhá. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con Z14. Form rất đẹp. Rất êm. Có lẽ mã số cho bác là Z14 nhá, nòng 34 ly, bán giá cho bác có 2.150.000, dòng máy cắt cỏ của Maruyama. Rồi, tiếp theo lên cho bác là con mã số Z15, con trùng cuối trong lô ngày hôm nay. Con này gọi như là to khỏe bền bỉ nhất đây. Con này có cái tên riêng cho bác là một con máy cắt cỏ thương hiệu Mitsubishi dòng máy T170 do Mirin Japan sản xuất. Công suất này thì sẽ là 33cc và nòng nó là 37-38 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế này, nòng hơi và bô, bình xăng tất cả nguyên zin. Và con này thì đi cho các bác là hoàn toàn là tum rời hoàn toàn, và bố của nó là sử dụng là bố lớn 330, bố to nhá. Và cần lắp của nó thì có thể xoay được 360 độ. Đấy, rất là thích hợp cho bác là mình cắt cỏ đồi núi rẫy dốc và cắt cỏ số lượng nhiều như cắt cỏ khai hoang các thứ đều được. Các bác mình muốn mua một con máy cắt cỏ mà nòng lớn về mình nhà, mình phải đặt yêu cầu của mình là vừa nó vừa bền này, vừa khỏe này, vừa to này. Đấy, có thể cày tốt, phát tốt thì các bác thấy được dòng này. Đấy, thương hiệu Mitsubishi, ăn cũng rất là ít xăng. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử con cuối cùng có mã số Z15.
Rồi, quá ghê gớm. Cái này mã số cho bác là J15 lòng 38 ly, bán giá cho bác là 2.300.000. Con này các bác nào chốt nhanh thì lấy con này về xài quá vê luôn. Rồi, hôm nay thì em vừa tranh thủ lên nhanh cho tất cả các bác là có lô gồm có 14 15 cây máy cắt cỏ J nguyên bản của Nhật. Các bác mình xem qua thấy ưng ý những con máy nào thì các bác liên hệ giúp em nhé. Qua số điện thoại là em để trên góc bảng này 0947594678. Và số này thì em luôn dùng Zalo. Và kênh của bên em là kênh shop Trung Nghĩa máy Nhật bãi. Đặc biệt các bác mua hàng bên em thì mua hàng em không lấy cọc, các bác được quyền kiểm tra được giật nổ tại chỗ, khi hàng về mới thanh toán nhé. Rồi, video em tới đây cũng rất là dài rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác xem qua nhớ ủng hộ em một đợt like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn các bác ở những video của lần sau.